Nhắc tới Raya mà quên Gai quả nhiên là một quyết định vô cùng sai lầm trong video của mình. Sức mạnh của Rai đến từ Striven, vũ khí vô cùng dài và nhọn gắn trên tay của mình. Thì nếu đối đầu trực tiếp với Kamen Rider Raya thì anh ta hoàn toàn sẽ bó tay. Tấm cạc làm nên thương hiệu của Kamen Rider Gai, Confiven. Nó giúp anh phá hủy cả những vật triệu hồi, bao gồm cả vũ khí hay thậm chí là những micro monster cũng hoàn toàn bị nó triệt tiêu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới Rider đối thủ khi đối mặt với Cobra Guy. Họ sẽ mất đi lá triệu hồi quái thú. Nó có ảnh hưởng trực tiếp tới tấm Final Ven khi họ thực hiện động tác cùng với Micro Monster của mình. Vì lá cạc vô cùng hữu hiệu khi có thể tác dụng lên cả vũ khí, cả Micro Monster kẻ thù. Nên ấy xứng đáng nằm ở vị trí thứ tư